Cô chào con hãy giới thiệu với mình nào. Con chào cô à. Cái tên là bạn An. Lần này con khá là trời. Con hãy giữ ra bí. Cho con đời mình chi 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 chi. Con cứ yêu vui như con ở đây. À, ước mơ của con là gì nào? Con là ca sĩ bạn An. Rất tốt, cô khen con nào. À Bảo Anh ơi, như vậy là học kỳ 2 đã sắp sửa kết thúc rồi đấy. Bây giờ cô và mình sẽ cùng nhau ôn lại những kiến thức mà con đã được học trong chủ đề và chủ điểm. Con đã sẵn sàng chưa? Chưa. Are you ready? Yeah. Thế nào, đầu tiên cô mời Bảo Anh hãy chú ý lên màn hình xem có những số nào đấy nào. Số mấy đây? Không. Đúng rồi, tiếp theo nào? Số 1. Đúng rồi. Số 2. Số 3. Số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Rất tốt, bây giờ cô sẽ đố bất kỳ nhé, bảo anh chú ý nào. Số mấy đây con? Số 1. Đúng rồi, tiếp theo nào? Số 3. Rất tốt. Số 5. Rất tốt. Số 2. Số 4. Rất tốt. Số 7. Số 9. Đúng rồi. Số 10. Tiếp theo nào? Số 8. Rất tốt, cô khen con nào. Tiếp theo nào, cô mời con hãy chú ý xem có những màu sắc gì đấy nào. Đầu tiên là màu gì đấy nhỉ? Màu xanh nước biển. Đúng rồi. Màu vàng. Đúng rồi. Màu chim. Màu đen. Màu lá. Đúng rồi. Màu đỏ. Màu hồng. Màu nâu. Rất tốt, cô khen con nào. Nào bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần toán học nào. Cô đang có hình ảnh hai nhóm con vật, vậy bảo anh hãy quan sát và cho cô biết nhóm con vật nào có số lượng ít hơn nào. Nào con quan sát lên đấy nào. Nhóm con gì ít hơn nhỉ? Con bò. Đúng rồi, nhóm con bò có số lượng 1. Ta gọi đây là nhóm con vật có số lượng 1. Vậy con vật nào có số lượng nhiều hơn nào? Con gà. À đúng rồi, nhóm con gà có số lượng nhiều hơn đấy. Cô chúc mừng con nào. Tiếp theo nào, cô mời con hãy chú ý lên đây và chúng mình sẽ nhận biết phía trên và phía dưới nào. Cô đang có hình ảnh em bé này. Vậy con hãy quan sát xem ông mặt trời và đám mây đang ở phía nào của em bé? Phía trên. Đúng rồi, ở phía trên đầu ta gọi đây là phía trên. Thế bụi cỏ đang ở phía nào nhỉ? Phía dưới. Đúng rồi, ở phía dưới chân ta gọi đây là phía dưới đấy. Tiếp theo nào, bây giờ con sẽ nhận biết một số phương tiện giao thông nào. Đầu tiên là gì nhỉ? Ô tô. À, bây giờ cô hỏi con là ô tô, xe máy và xe đạp là phương tiện giao thông đường gì? Đường bộ. Rất tốt. Thế máy bay là phương tiện giao thông đường gì? Đường hàng không. Đúng rồi. Thế tàu hỏa là phương tiện giao thông đường gì? Đường sắt. Rất tốt. Tàu thủy là phương tiện giao thông đường gì? Đường thủy. Rất tốt, cô chúc mừng bà anh nào. Tiếp theo nào, bây giờ chúng mình sẽ đến với chủ điểm động vật. Bây giờ con sẽ nhận biết một số động vật hoang dã nào. Đầu tiên là gì nhỉ? Đại diều. Đúng rồi. Thế các cô. Rất tốt, tiếp theo nào. Cúp báo. Đúng rồi. Có gì nhỉ? Ngựa vằn. Có gì nhỉ? Cơ voi. Đúng rồi. Chê giáp. Rất tốt. Ngựa vằn. Ngựa vằn, đúng rồi. Ngựa chấp. Đúng rồi. Con gà trúc. Rất tốt. Sư tử. Rất tốt. Tiếp theo nào? Con cần cút. Đúng rồi. Có gì nhỉ? Chuột túi. Chuột túi, đúng rồi. Con khỉ. Đúng rồi. Và bây giờ con sẽ đến với thử thách cuối cùng, sẽ khó hơn một chút xíu. Đó là ở bộ môn Grand Roman thì con đã được học một số cờ các nước Đông Nam Á. Bây giờ chúng mình cùng nhau ôn lại nào. Con chú ý lên đây nào. Đầu tiên nước gì nhỉ? Malaysia. Rất tốt. Indonesia. Rất tốt. Brunei. Đúng rồi. Philippines. Đúng rồi. Nước cái mơ. Rất tốt. Gì nhỉ? Singapore. Singapore, đúng rồi. Ngô
bút chìa. Tốt, tiếp theo nào. Xin nhờ. Việt Nam. Đúng rồi, tiếp theo nào. Dâu. Rất tốt. Hà Lan. Việt Nam. Việt Nam, đúng rồi. À vừa rồi cô thấy bạn Bảo Anh trả lời các câu hỏi của cô rất to và rõ ràng này. Bây giờ Bảo Anh có thể hát tặng cô một bài được không? Bảo Anh hát tặng cô bài gì nào? À bài cô và mẹ đúng không nào? Nào hai, ba. Rồi có thấy Bảo Anh trả lời các câu hỏi của cô rất to và rõ ràng này, con còn hát rất là hay đấy. Cô khen con nào. Cô chúc bạn Bảo Anh là sang năm học tiếp theo con sẽ luôn cố gắng và hãy phát huy nhá. Nào.